Trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang hướng đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với Mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục sư ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả. Kính chào ông bà anh chị em khắp nơi. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận với nhau về đề tài tình cha, tình con và có mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Tôi suy nghĩ đến có một mối liên hệ mà ít người để ý đến, đó là mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Đến nỗi Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên thế giới này, Ngài nói rằng để ai tin nhận Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời thì được quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, và bắt đầu một mối quan hệ phụ tử cha con giữa con người với Đức Chúa Trời, như con đối với cha và cha đối với con. Mà mỗi người mỗi ngày có thể cầu nguyện lạy cha chúng con ở trên trời. Đây là một cái mối liên hệ hết sức là đặc biệt, đã làm ấm lòng biết bao nhiêu người, nhất là những người Tây Phương, những người châu Mỹ, những người châu Âu, châu Úc, những người đã tin nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của đời sống của mình, bắt đầu tin Chúa, theo Chúa và hầu việc Chúa. Và tôi cũng như một số những tín hữu, những người Công giáo, những người Tin Lành, những người tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, đều muốn xây dựng, muốn duy trì, muốn phát triển cái tình yêu đối với Đức Chúa Trời như một người cha. Tuy nhiên, ở trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu lại cho chúng ta thấy một vài cái khía cạnh thực, rất là quan trọng trong mối tình của con người đối với Chúa Trời. Và nhất là chúng ta nên tìm hiểu, nên hiểu biết cha chúng ta là ai và bản tính cũng như ước muốn của cha chúng ta đối với mỗi người chúng ta là như thế nào. Tôi xin đọc một số những câu Kinh Thánh để ông bà anh chị em cùng tôi suy nghĩ. Đoạn Kinh Thánh trước hết là Ma-thi-ơ đoạn thứ 21 từ câu 28 cho đến câu thứ 32. Kinh Thánh ghi lại như thế này. Chúa Giêsu phán: các ngươi nghĩ làm sao? Thế ông bà anh chị em suy nghĩ là một cái đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Từ suy nghĩ chúng ta mới tìm hiểu, mới hiểu biết và mới lựa chọn, mới quyết định. Các ngươi nghĩ làm sao? Đức Chúa Trời luôn luôn tôn trọng quyền tự do của chúng ta và Ngài không có ép, Ngài không có bắt chúng ta phải làm ngược lại với ý muốn và với nguyện vọng của chúng ta. Ngài hỏi các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất rằng: con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: vâng, rồi không có đi. Vâng, rồi không có đi. Có nhiều người trong chúng ta thì giống người con trai này: vâng vâng, bề ngoài thì làm đủ mọi hình thức tôn giáo và có vẻ kính kiền lắm, nhưng mà trong lòng thì nói mà không làm,
ấy mà không làm, biết mà không có làm. Vâng, rồi không đi. Đoạn người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thấy rằng tôi không có muốn đi, nhưng sao ăn năn rồi đi. Ăn năn rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Thưa các bạn, chị em, tôi suy nghĩ đến cái câu chuyện này là không phải hình thức bên ngoài, nhưng mà bên trong. Cái mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời như con đối với cha là một cái tình thân hữu cơ, không có máy móc. Và Chúa biết lòng của mỗi người chúng ta. Chúa biết chúng ta có tin cậy Đức Chúa Trời hay là không. Và Chúa thường nói là xem trái thì biết cây. Cho nên thưa ông bà anh chị em, đây cũng là sự khác nhau giữa các tôn giáo và các tổ chức. Có người chỉ chú ý đến bề ngoài, hình thức bề ngoài, khen tặng ở bề ngoài, suy tôn ở bề ngoài. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại nhìn thấy ở trong lòng. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha, họ đáp rằng đứa thứ hai. Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì gian đã theo đường công bình đến cùng các ngươi nhưng các ngươi không tin. Còn những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm đã tin người. Và các ngươi khi đã thấy điều ấy, sao cũng không ăn năn đặng tin người. Thưa con bạn cho em, đây là sự khác nhau. Cũng hai người cũng là con, hai người cũng cùng thờ cha, cũng cùng bày tỏ cái mối quan hệ của mình đối với cha, nhưng mà khác nhau. Và Chúa Giêsu cũng nhìn thấy sự khác nhau giữa những lãnh đạo tôn giáo từ bây giờ, những người mà đang có giáo quyền, đang có chính quyền ở trong tay, và họ bắt dân chúng phải làm theo những nghi thức, những truyền thống, những tập tục mà người ta đưa ra. Nhưng thưa ông anh chị em, trong xã hội thời nào cũng vậy, có những người tự xưng mình là thánh, tự cho mình là thánh thiện, tự cho mình là công bình, trong khi có những con người luôn luôn nhận thức những người đó là thầy thâu thuế, người thâu thuế phường lý điếm, tức là những người mà bị xã hội coi thường đó. Đức Chúa Trời lại nhìn thấy lòng của họ. Sự khác nhau là họ có lòng tin ở nơi Chúa. Còn những người mà cậy sự giàu có, cậy quyền thế của mình mà không tin Chúa, không kính trọng Chúa, không vâng lời Chúa thì không đẹp lòng Chúa. Câu hỏi ở đây là ai làm theo ý muốn của cha? Đức Chúa Trời muốn. Chúa Trời muốn sự vâng phục, sự yêu thương, sự kính trọng. Và ông bạn chị em ơi, tôi rất ước ao ông bạn chị em hãy tìm cơ hội để nghe lời của Chúa, để đọc lời của Chúa, để tìm biết ý muốn của Chúa. Nhờ đó chúng ta có thể sống bình yên trên thế giới này, và nhất là chúng ta sống trong tin yêu và hy vọng. Trong mối liên hệ giữa cha với con đó, chúng ta thấy chính Chúa Giêsu là đấng nhìn thấy trong lòng của chúng ta. Và qua cái đời sống của chúng ta, Chúa thấy chúng ta thuộc về ai. Vì vậy, Chúa Giêsu ở trong Giăng đoạn thứ 8, Ngài nói một cái sự thật như thế này. Và đây là điểm phân biệt giữa các tôn giáo. Nhiều khi chúng ta chỉ thấy bề ngoài, hình thức tôn giáo, những nghi lễ, những giáo nghi, những luật lệ, những luân lý, những đạo đức. Chúng ta tưởng rằng thấy cha hay là đẹp lòng cha, nhưng mà bây giờ hãy nghe lời của Chúa Giêsu, chính Đức Chúa Trời. Ngài là đấng Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài từ cha mà đến, Ngài nói như thế này: ta nói điều ta đã thấy nơi cha ta. Giống như Ngài từ thiên đàng xuống nơi trần gian mà Ngài nói rằng ta nói điều ta thấy nơi cha ta. Còn các ngươi thì cứ làm đều học nơi cha của mình. Và cũng là cha nhưng mà rõ ràng là có sự khác nhau. Chúng trả lời rằng cha chúng tôi là Abraham. Chúa Giêsu phán rằng nếu các ngươi là con Abraham, tức là tổ phụ của dân Do Thái đó,
thì chắc sẽ làm công việc của Abraham. Nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời là cha mà nói với các ngươi. Abraham chưa hề làm điều đó. Thưa ông bạn chị em, sự thật hay là sự giả dối nó nằm ở chỗ này. Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình, chúng tôi chỉ có một cha là Đức Chúa Trời. Wow. Chúng ta cẩn thận một chút về cái cách dùng chữ. Người Do Thái họ nói cha chúng tôi là Abraham, nói về cha dòng tộc Do Thái. Nhưng mà ngoài ra họ còn có một cái đức tin nơi cha chúng tôi là Đức Chúa Trời ở trên trời đó. Đức Chúa Jesus phán rằng nếu Đức Chúa Trời là cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chân ta chẳng phải tự mình mà đến đâu, nhưng ấy là chính cha ta đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời của ta? Chúa Jesus mới phát hiện ra là người nào mà nói là biết Đức Chúa Trời mà không nghe lời của Chúa là người nói dối rồi. Tại vì Chúa Jesus từ cha mà đến. Còn người ta tưởng một ông cha trên trời theo ý của họ mà không có làm theo ý của cha thì rõ ràng là không thuộc về cha. Chúa Jesus nói rằng tại sao các ngươi không hiểu lời ta, ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nó nói theo tánh riêng của mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật nên các ngươi không tin ta. Đây là điểm hay là những cái tiêu chuẩn để mà chúng ta chọn lựa cái đức tin hay là cái đời sống tâm linh của chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, người nào mà nói là tin Chúa đó thì trở nên giống như Chúa, bởi vì chiên ta thì nghe tiếng ta. Chúa Giêsu nói rằng nếu kẻ nào giữ lời ta thì có sự sống, giữ lời ta thì sống đời đời, giữ lời cha thì có đức tin giống như cha tổ phụ là Abraham, là người đã nhận biết Đức Chúa Trời có một và thật đó. Và Đức Chúa Giêsu nói rằng nếu ta tự tôn vinh thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì, ấy là cha ta làm vinh hiển ta, đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. Do vậy các ngươi chưa biết Ngài đâu, còn ta thì biết. Như vậy thưa các bạn anh chị em, ngày hôm nay nếu ông bạn anh chị em muốn biết cha là Đức Chúa Trời, muốn gọi lại Đức Chúa Trời là cha của con đó, thì chỉ có qua Chúa Giêsu và đến với Đức Chúa Trời là cha của Chúa Giêsu mà thôi. Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúa Giêsu là đấng duy nhất đã chiến thắng sự chết, và Ngài đã chiến thắng sự chết cho chúng ta thấy Ngài là Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng sẽ đắc thắng như vậy. Do vậy các ngươi chưa biết Ngài đâu, còn ta thì biết. Và nếu ta nói rằng ta không biết Ngài, ta cũng sẽ nói dối như các ngươi vậy. Song ta biết Ngài và ta giữ lời của Ngài. Chúa Giêsu rất là lạ lùng, và qua những lời nói, qua đời sống, qua sự chết, sự sống lại và những việc làm của Chúa, chúng ta biết Chúa Giêsu chính là từ trời mà đến. Bởi vì có lần Ngài nói rằng cha các ngươi là Abraham, người đã sống mấy ngàn năm về trước đó, tổ phụ của dân Do Thái. Cha các ngươi đã nức lòng nhìn thấy Ngài của ta, người đã thấy rồi và mừng rỡ. Người ta ngạc nhiên tại sao mà Chúa nói như vậy. Người Do Thái nói rằng thầy chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham. Chưa đầy 50 tuổi mà nói rằng đã thấy Abraham từ mấy ngàn năm trước rồi. Lạ quá. Chúa Giêsu nói rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham đã có ta. Thưa ông bạn chị em, không một người nào
một nhân vật lịch sử nào, một con người vĩ đại nào mà dám nói được cái câu này: trước khi chưa có Abraham đã có ta. Người ta nghe Chúa nói tưởng là Chúa lọng ngon, cho nên lấy đá mà nếm. Nhưng mà Chúa Giêsu đi khỏi đó. Tôi và anh chị em ngày hôm nay tôi cũng nhìn thấy cái sự kiện đang xảy ra trên thế giới này là không phải ai cũng tin. Và theo cái nhìn của lịch sử đó, thì ngày hôm nay thì cứ 3 người trên thế giới thì mới có 1 người tin Chúa Giêsu. 1/3 nhân loại tin Chúa Giêsu. Cho nên trong ánh sáng của lời Chúa, tôi muốn kêu gọi để ông bà anh chị em xây dựng cái mối tình phụ tử giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, và mỗi người phải biết chắc mình là con cái của Đức Chúa Trời. Và vì vậy chúng ta sống với Chúa thì sống như cha như con. Chúng ta biết Chúa như là biết cha biết con, và chúng ta kinh nghiệm về Chúa như Kinh Thánh đã dạy như thế này: anh em chống trả các tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết, lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng: hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, kẻ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Con người cũng biết dạy con cái của mình vì yêu thương, vì Kinh Thánh cũng nói là Đức Chúa Trời cũng yêu chúng ta, và đôi khi Ngài sửa dạy chúng ta và trách sửa trị chúng ta để chúng ta nên người. Biết bằng anh em chịu sửa phạt ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà anh ấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Trong mối quan hệ đối với Chúa, chúng ta để ý Chúa nói rằng những người mà không tin Chúa, không nghe lời Chúa chỉ là con ngoại tình, nghĩa là không phải con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, cũng chi cha về phần hồn chúng ta chẳng càng nên kính phục lắm để được sự sống sao? Ông bạn cho em có kính phục, có kính sợ Đức Chúa Trời không? Chúa Giêsu nói rằng điều răn của Chúa chỉ gồm tóm một điều là ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu kẻ lân cận như mình, như anh em ruột thịt của mình. Và cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt để khiến chúng ta được dịu phần trong sự thánh khiết của Ngài. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cái buồn bã, không phải vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Bài khác có chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Chúa luôn luôn dùng lời của Chúa để nhắc nhở chúng ta, và đó là lý do mà những con cái của Chúa, những tín hữu thường đi nhà thờ để nghe giảng, để được tỉnh thức và sửa đổi. Và nếu ai có phạm tội thì Chúa cho có một cái giải pháp là: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Lòng tôi rất là vui bởi vì mỗi ngày đến với Chúa như con đến với cha, được Ngài yêu thương chăm sóc dạy dỗ và bảo vệ. Tôi ước ao người Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta đừng nghĩ đến hình thức tổ chức tôn giáo nữa, truyền thống nữa, mà hãy nghĩ đến mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời như đứa con đối với cha. Ông bà anh chị em muốn làm con trai con gái của Chúa hay không? Chúa vẫn cho chúng ta có cơ hội trước khi chúng ta qua đời. Vì vậy hãy quyết định một cách khôn ngoan. Đức Chúa Trời cho chúng ta có đủ tự do để suy nghĩ và quyết định một cách khôn ngoan. Kính chúc bình an. Amen.
sương sớm mai còn vằng vằng đó đây. Rừng núi đang mơ màng lao sao trong gió, tiếng chim đón chào bình minh, mặt trời lên xóa tan đêm dài, mặt trời lên xóa tan đêm dài. Người ơi hãy mở cửa sổ tâm hồn về hướng đông, cho mặt trời chân lý tràn vào răng rời. Hãy để cho lòng mình mở ngõ tiếp ánh nắng ban mai, đem sức sống đến cho đời. Bạn có hay chăng Chúa đã sống lại rồi, tin vui mừng ấy đã lan tràn khắp đất, xúc động nào làm nghẹn nghẹn trái tim tôi. Ôi mặt trời đã mọc lên xua tan đêm dài tâm tôi, bóng chết không còn trùm phủ nơi nơi, màu nhiệm phục sinh đã chấp cánh cho nhân gian, dương đến chân trời đẹp cao trong sáng. Này người ơi sao còn sầu đau mãi, Chúa chẳng ở đây, Ngài đã sống lại rồi. Ngôi mộ trống không như đã nói thay lời, thôi đừng khóc nữa những giọt sầu tuyết vọng, giữa lúc mặt trời đang bừng sáng thật vinh quang, hy vọng như màu xanh bao phủ không gian, vì Chúa không chết mãi dưới hận thù gương dao. Ôi tình thương đã phục sinh và còn sống mãi, để trên môi đời còn nở những câu ca. Đôi khi chân chúng ta mệt mỏi giữa cuộc đời, trên dặm đường thiên lý xa xôi, nghe trái tim mình như nức nở sầu thương, ngỡ như lẻ loi trong đêm trường. Bạn ơi có hay chăng bao lần rồi bên cạnh Chúa là bạn đồng hành yên lặng, bao nhiêu lần Chúa hiện diện bên ta để ủi an nhủ khuyên dạy bài, thế mà ta cứ thở dài chẳng hiểu ai đang chung lối, cứ ngỡ Chúa vẫn nằm trong mộ sâu tâm tôi. Hỡi người hãy lắng nghe tiếng nhân từ em ai,
để hiểu rằng Chúa dẫn bên ta, để trên đường dài tiếng hát vang xa. Người ơi xin hãy lắng tai nghe tiếng nhân từ êm ái, để tin chắc Chúa đã bước ra khỏi mộ phần tâm tôi, đã sống lại quang vinh và cùng ta chung lối chung đường. Chúa ở bên ta xua bóng tối đêm trường, hãy đặt tay mình vào dấu đinh tay Chúa, để biết tình Ngài sâu nặng đến bao nhiêu. Ôi sự hy sinh của con trời cao cả, gục chết để đền tội thay người, và sống lại cũng vì ta. Từ đây trên dặm đường xa bước đi bên Chúa, phòng ba chẳng ngại ngần. Sương sớm mai còn văng văng đó đây, rừng núi đang mơ mà lao sao trong gió, tiên chim đón chào bình minh, mặt trời lên xóa tan đêm dài. Mặt trời lên ôi mặt trời công nghĩa, soi sáng tâm linh cho cuộc sống rạng ngời. Nếu có ai muốn tìm cứu Chúa phục sinh, thì xin được chỉ vào mỗi cuộc đời người cơ đốc. Tình thương ơn phước ngập tràn khi có Chúa sống giữa tâm hồn, và sống mãi trong đời ta. Thương đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, thương đi tôi trọn rồi. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Hãy cùng đi với tôi, bàn chân chờ chi nữa.